Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh cùng cô Quế. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 2, review 2, bài ôn tập số 2 trong học kỳ 1. Và trong bài số 2 này chúng ta sẽ ôn lần lượt các bài từ bài số 6 đến bài số 10. Và các em còn nhớ là từ bài 6 đến bài 10 mình sẽ học chủ đề gì không? Đúng rồi, chúng ta đã học tổng cộng là 5 chủ đề. Thứ nhất này, các em hãy nhìn vào phần bookmark ở trang 4 và trang 5 đầu sách nhé. Mình sẽ cùng nhìn lại một lượt phần từ vựng, ngữ pháp, các cấu trúc câu mà mình đã học là gì, được không nào? Ở bài số 6 mình sẽ học về các câu lệnh trong tiếng Anh, trong lớp học mà mình hay được dùng, được không nào? Ví dụ như là đứng lên, ngồi xuống, mời vào hay đi ra ngoài, chẳng hạn như thế. Tiếp theo ở bài số 7 thì mình học về các phòng học hay là các trang thiết bị ở trong trường học. Bài số 8 thì chúng ta học về các đồ dùng học tập, đúng không nào? Bài 9 là về màu sắc, colors. Và bài 10 chúng ta học về các hoạt động hay là các trò chơi mà mình hay chơi trong thời gian chơi ở trường. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu và ôn tập lại từ bài 1, từ bài số 6 đến bài số 10 các em nhé. Bài số 6, phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng bắt đầu học với các câu lệnh trong tiếng Anh. Và ở đây mình sẽ học về câu đầu tiên. À, mình ngồi xuống, mời ai đó ngồi xuống, mình sẽ dùng là sit down, sit down. Và các em lưu ý nhé, khi mà mình học thì mình sẽ ghép vào với các tình huống, các hoàn cảnh rõ và cụ thể thì mình có thể nhớ hơn. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta sẽ nhìn thấy là thầy Lộc bước vào lớp, đúng không nào? Và cả lớp sẽ chào thầy Lộc, chào buổi sáng, nghĩa dùng với cụm good morning. Và cả lớp chào, chào buổi sáng thầy Lộc thì mình sẽ nói là good morning Mr. Lộc. Và thầy Lộc chào cả lớp buổi sáng thì thầy Lộc sẽ nói là good morning class. Sau đó thầy Lộc sẽ mời các bạn đi ngồi xuống, đúng không nào? Thầy Lộc sẽ nói với câu là ngồi xuống là sit down. Và để lịch sự hơn, tỏ ý lịch sự cũng như là trang trọng hơn thì thầy sẽ dùng là please. Mình thêm từ please vào đằng sau câu này. Ví dụ khi mà em không muốn nói với ý là sai khiến hay là bảo ai đó phải làm gì, mà mình muốn tỏ ý lịch sự, tôn trọng họ, thì mình sẽ thêm từ please vào cuối câu. Ví dụ trong trường hợp này thầy muốn mời cả lớp ngồi xuống thì thầy Lộc sẽ nói là sit down please. Very good. Ok, tiếp theo, ngược nghĩa với ngồi xuống mình gọi đứng lên là gì các em? Rồi các em hãy tưởng tượng nhá, đó là khi các thầy cô giáo muốn mời mình đứng lên phát biểu, đúng không nào? Thì thầy cô sẽ dùng cụm từ đứng lên là stand up. Đứng là stand và hướng lên là up, đúng không nào? Và cả câu mời các em đứng lên hoặc mời em đứng lên mình sẽ dùng là stand up please. Stand up please. Very good. Next one, tiếp theo. Còn khi mà mình ở xa và các thầy cô muốn gọi mình lại gần đây, đúng không nào? Thì thầy cô sẽ dùng với cụm từ là come here. Come, các em nhớ nhé, nó là cũng là đi, nó khác với, nó cũng nghĩa là đi giống như từ go. Tuy nhiên này, come sẽ mang ý nghĩa là hướng về phía mình, đi lại, đi gần về phía mình dùng với từ come. Còn đi ra xa phía mình ấy, thì mình sẽ dùng với từ go, thế chưa nào? Rồi, và lại đây, mình có từ đây là here. Lại đây sẽ là come here. Come here. Tương tự như thế trong câu này, cô muốn dùng một cách lịch sự thôi. Cô gọi mình lại đây, đúng không nào? Cô sẽ nói là come here please. Come here please. Very good. Tiếp theo, trong lớp thì một câu khá là quen thuộc mà cô hay nhắc, các thầy cô hay nhắc các em, đúng không nào? Đó là giữ trật tự, sự yên lặng, đúng không nào? Thế thì mình sẽ có từ nói chuyện trong tiếng Anh là talk. Talk. Từ này sẽ dùng để diễn tả hai người đang nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện với nhau mình dùng với từ talk. Và không nói chuyện nữa mình sẽ dùng là don't talk. Don't talk. Và khi mà không nói chuyện thì cả lớp sẽ yên lặng, yên tĩnh, đúng không nào? Thế thì mình sẽ có từ yên tĩnh là quiet. 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 Và cụm từ giữ yên tĩnh, giữ trật tự mình sẽ dùng là be quiet. Be quiet. Và khi mà các thầy cô muốn nhắc các em là các em hãy giữ trật tự thì các thầy cô thường hay dùng với câu be quiet please. Be quiet please. Ok. Tiếp theo. Rồi, trong một buổi học đúng không nào thì mình sẽ cần phải dùng đến sách. Thì mình có từ quyển sách là book. Quyển sách của bạn là your book. Và các thầy cô khi mà bắt đầu buổi học thì sẽ yêu cầu các em mở sách ra. Mình sẽ có từ mở ra sẽ là open. Open.
cả cụm từ mở sách của các em ra, mở sách của bạn ra sẽ là open your book. Open your book. Và cả câu mình sẽ dùng là open your book please. Open your book please. Very good. Tương tự như thế, gấp sách lại là gì nhỉ? Ví dụ như đến giờ kiểm tra chẳng hạn này, mình sẽ cần phải gấp sách vở lại và cất đi để làm bài kiểm tra đúng không nào? Mình sẽ có từ gấp lại hay là đóng lại sẽ là close. Gấp sách lại sẽ là close your book. Close your book. Các em hãy gấp sách lại, mình sẽ có cả câu là close your book please. Close your book please. Ok, các em nhớ mình đã luyện nói liên liên tục ở phần này nhá. Mình ở phần này thì cô sẽ hướng dẫn chủ yếu các em. Thứ nhất này, mình ôn lại một lượt kiến thức là mình hiểu sâu hơn và nắm kỹ hơn. Cái thứ hai là mình sẽ luyện nghe cũng như luyện nói liên tục thành phản xạ, được không nào? Tiếp theo, mình sẽ cùng mọi đến với cụm từ bước vào, mời vào hay là đi ra. Vừa nãy cô có nhắc đến các em biết hay hai từ come và go để có nghĩa là đi, đúng không nào? Tuy nhiên khi mà đi lại gần ấy thì mình sẽ dùng cái từ come lại gần về phía mình là come. Và ví dụ trong trường hợp này này, thầy Lộc thì đang ở bên trong lớp đúng không nào, và bạn nhỏ này thì đang muốn hỏi là mình có được vào lớp không, đang muốn xin phép thầy vào lớp đúng không nào. Thế thì bạn ấy hỏi là em có được vào lớp không đúng không, thì từ vào trong thì sẽ dùng với từ come in. Come in là vào trong, và ngược nghĩa với nó là đi ra ngoài đúng không, đi ra khỏi, đi ra xa phía mình dùng với từ go. Go. Còn bên ngoài ngược nghĩa với in chính là out. Ngược nghĩa với come là go, được chưa nào? Và cả cụm từ đi ra ngoài là go out. Go out. Ok. Next one, tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đóng vai là bạn nhỏ, bạn học sinh và bạn ấy đang muốn xin phép thầy vào lớp, được không nào? Thì để xin phép một ai đó thì mình sẽ thường dùng với từ may. May. May có nghĩa là có thể, em có thể vào lớp không, hay là nói một cách lịch sự là em xin phép được vào lớp. Bạn ấy sẽ dùng là may I come in. May I come in. Ok. Và nếu như bạn ấy được vào lớp, thầy cho phép thì thầy sẽ dùng là yes, you can. Can cũng có nghĩa là có thể, và nó dùng với câu hỏi câu trả lời các em nhé. Nếu như câu hỏi thì tỏ ý lịch sự và mình muốn xin phép thì mình sẽ dùng cái từ may, còn từ can thì dùng trường hợp nào cũng được. Và thường ở trong trường hợp này mình sẽ dùng cái từ can, you can là em có thể, được chưa nào? Em được phép. Rồi vậy thì mình sẽ dùng với được em có thể vào lớp, mình sẽ dùng là yes, you can. Ok. Tiếp theo với câu ra ngoài, bây giờ bạn ấy trong lớp mà chẳng hạn như em rất muốn đi vệ sinh chẳng hạn, đúng không nào? Thì thường mình hay xin phép thầy cô ra ngoài, hoặc là mình ra ngoài mình lấy đồ gì đó chẳng hạn. Thế thì mình sẽ có cả câu em xin phép thầy ra ngoài sẽ là may I go out. Em có thể xin phép ra ngoài được không? Again, một lần nữa nhé. May I go out. Và nếu như không, ví dụ trong giờ kiểm tra không được phép ra ngoài, hoặc là sắp thu bài chẳng hạn, thầy cô sẽ không cho em ra ngoài đâu. Thế thì thầy cô sẽ dùng là no, you can't. Em không được phép. Ok. No, you can't. Và ở đây các em nhớ như từ can't, nó sẽ nặng hơn so với từ can. Can't còn có âm t, âm t ở cuối bật ra. Các em nhớ bật rõ âm này và nó nặng hơn một chút xíu nhé. Rồi mình cũng nói lại một lần nữa này. Không, em không được phép ra ngoài. Mình sẽ nói là no, you can't. Very good. Next one. Tiếp theo. Bây giờ mình sẽ cùng luyện lại một số từ nhé. Một số từ này là mình đã học trong buổi trong trong bài số 7 rồi, và bài số 6, cô xin lỗi. Và nếu như bạn nào mà có muốn xem lại thì có thể mở lại cái bài số 6 phần 1, 2, 3 ra để xem, và mình tập kỹ hơn để ghép từng từ này vào các câu ví dụ cụ thể, được không nào? Còn bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các em là mình ôn lại hết một lần những mẫu câu chính cũng như là các từ vựng mình học, được chưa nào? Và từ vựng tiếp theo mình học liên quan đến việc nói đó là speak. Speak, và ở đây ngoài nghĩa là nói chuyện ra còn nghĩa là phát biểu. Ví dụ khi các em đứng trước cả lớp này, đứng trước thầy cô giáo hay đứng trước nhóm đông, các em đứng lên nói thì mình sẽ dùng cái từ speak, có nghĩa là phát biểu. Hoặc là khi mà mình muốn nói việc là mình nói tiếng Việt hay là tiếng Anh ấy, I speak Vietnamese or I speak English, thì mình cũng sẽ dùng cái từ này nhé. Được chưa nào? Và nhớ từ speak sẽ mang ý nghĩa rất là trang trọng, lịch sự. Ok. Tiếp theo, động từ viết sẽ là write.
Right. Và bạn nào mà đã biết từ bên phải, bên trái rồi ấy, thì các bạn sẽ biết từ này nói y hệt như từ bên phải. Được chưa nào? Rồi từ viết trong tiếng Anh là right. Right. Ok. Tiếp theo, mình có động từ hỏi trong tiếng Anh là ask. Ask. Có âm nào các em bật hết ra nhé. Âm A-S-K. Ask. Các em đều bật hết ra được không nào? Tiếp theo, mình có từ câu hỏi, danh từ câu hỏi sẽ là question. Question. Hỏi một câu hỏi hay đặt một câu hỏi sẽ là ask a question. Ask a question. Ok. Và cả câu em xin phép hỏi một câu hỏi, mình có thể hỏi là may I ask a question? May I ask a question? Thưa cô, em có thể hỏi một câu được không? Và nếu là có thì cô sẽ trả lời là yes, you can. Ok, và tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cùng học đến bài số 7. Mình ôn tập lại bài số 7 các em nhé. À, bài số 7 sẽ là về các từ vựng liên quan đến chủ đề về trường học và các đồ dùng, đúng không nào? Cũng như các trang thiết bị trong trường. Đầu tiên mình sẽ có từ trường học trong tiếng Anh là school. School, các em bật âm sk, âm s, âm k ở đầu này và âm u ở đấy, chữ l lên. U, u, các em nhìn lưỡi khô đẩy lên nhé. Mình cũng nói lại từ trường học trong tiếng Anh là school. School, very good. Tiếp theo với một câu giới thiệu, ví dụ đó là trường của tớ thì mình sẽ có từ của tôi hay là của tớ, của mình ấy sẽ là my. My. Trường của tôi sẽ là my school. My school. Tiếp theo, mình có từ ở đằng kia, các em mà nhớ không, mình đã từng học trong bài từ bài 1 đến bài 5 ấy, có từ có các giới thiệu ở gần ở xa đúng không nào? Mình có this này, có that. Thế thì ở đây mình có từ that, có nghĩa là những cái ở đằng xa, ở đằng kia. That is, để viết tắt là that's, đó là hay là kia là, được chưa nào? Đó là trường của tôi, cả câu sẽ là that's my school. Again, that's my school. Very good. Tiếp theo mình có từ to hay nhỏ, tính từ to sẽ là big và nhỏ sẽ là small. Big, small. Big, small. Ok. Bây giờ mình cũng ghép vào câu nhé. Nó thì to sẽ là it is big. Hoặc là các em có thể nói tắt là is big. Tương tự như thế. Bây giờ mình sẽ ghép một câu hỏi này. Các em còn nhớ cô từng hướng dẫn cho em các cách đặt câu hỏi không? Ví dụ với câu it is big thì mình muốn đặt thành câu hỏi, tạo thành câu hỏi mình chỉ cần đảo từ is lên đầu câu và mình sẽ có cả câu is it big, là nó có to không? Được chưa nào? Hay câu hỏi này thực ra là mình muốn hỏi trường của bạn có to không? Is your school big? Trường của bạn có to không hay nó có to không? Mình cùng nói lại nhé. Is your school big? Is your school big? Và nếu như có thì mình sẽ trả lời là yes, it is. Yes, it is. Very good. Tiếp theo mình cùng đến một từ mới khác, từ chỉ lớp học trong tiếng Anh sẽ là classroom. Phòng là room. Một lớp ấy thì mình sẽ dùng là class, và cái phòng để học ấy dành cho cái lớp đó thì mình sẽ dùng là classroom. Classroom nghĩa là phòng học hay là lớp học. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ cùng ghép vào câu hỏi nhé. À, mình sẽ thay câu hỏi, mình không hỏi là trường của bạn có to không mà hỏi là phòng học của bạn, lớp học của bạn có to không? Thì mình sẽ hỏi là, đúng rồi, is your classroom big? Is your classroom big? Và nếu như không, nó không to mà nó nhỏ thôi, mình sẽ dùng là no, it isn't. Không, nó không to đúng không nào? It's small. Is small. Alright. Next one. Tiếp theo chúng ta cùng ôn tập lại các từ vựng liên quan đến chủ đề về các phòng học hay là các trang thiết bị trong trường nhé. Mình sẽ có tiếp theo nhà tập đa năng hay là phòng tập thể dục ấy, mình sẽ dùng là gym. Gym. Phòng gym. Gym chính là phòng tập thể dục hay là nhà đa năng của các em đấy. Tiếp theo mình cùng đến một nơi chứa rất nhiều sách đúng không nào? Thư viện trong tiếng Anh sẽ là library. Library. Library là thư viện.
Rồi một cái phòng nữa cũng rất nhiều thứ và đây toàn bộ là máy tính, phòng mà đựng máy tính, chứ máy tính là phòng học tin học của chúng ta đúng không nào? Mình sẽ có computer room, phòng học này, phòng này, computer máy tính, cái phòng mà chứa máy tính ấy hay là phòng học tin học sẽ là computer room, computer room. Ok, tiếp theo cái khu vực sân chơi là sân trường của mình sẽ được gọi là playground. Play, động từ chơi, ground là mặt đất hay là một cái khu vực, khu sân nào đó, một cái sân nào đó đúng không? Thì cái sân mà để chơi, sân chơi hay là sân trường của mình sẽ dùng là playground. Playground. Ok. Next one. Tiếp theo mình cùng đến với một tính từ nữa, chỉ về không gian mà rộng lớn thì mình sẽ dùng với từ large. Large. Và các em nhớ nhá, ở cuối từ này có âm G, âm này gọi là âm D3. Mình sẽ cong môi bật âm D ra, G, G. Và cả từ to hay là rộng sẽ là large. Ok, large. Next one, tiếp theo. Bây giờ mình thường ghép vào cả câu nhé. Nếu như mình muốn nói câu đơn thuần thôi ấy, một câu để mô tả là à cái sân trường thì to thì rộng sẽ là the playground is large. Tuy nhiên ở câu này chúng ta sẽ đảo thành câu hỏi đúng không nào? Mình sẽ đảo từ to be lên đầu câu, từ is lên đầu câu và nó tạo thành một câu hỏi. À sân trường này có to không, có rộng không? Mình sẽ dùng là is the playground large? Is the playground large? Sân trường này thì có to và rộng không đúng không nào? Và nếu như không, nó không to không rộng mà nó chỉ nhỏ thôi, mình có tính từ nhỏ sẽ là small. Nó nhỏ sẽ là it's small. It's small. Không, nó không to, nó chỉ nhỏ thôi. No, it isn't. It's small. No, it isn't. It's small. Very good. Next one. Tiếp theo mình cũng ôn tập lại hai tính từ chỉ tình trạng cũ hay mới đúng không nào? Cái mới mình sẽ dùng với từ new. New. Và cũ là old. Old. Ok, bây giờ mình cùng ghép vào câu nhé. Rồi mình cùng nói lại từ trường học sẽ là school, đúng không nào? Và ngôi trường này thì có mới không? Thì mình sẽ dùng là is the school new? Is the school new? Nếu như có thì mình sẽ dùng là yes, it is. Yes, it is. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với một căn phòng nữa, một từ vựng nữa liên quan đến phòng học âm nhạc đúng không nào? Mình có từ căn phòng là room, còn âm nhạc sẽ là music. Music. Và cả cụm từ phòng học nhạc sẽ là music room. Music room. Sau đó mình ghép vào cả câu nhé. Phòng học nhạc này có mới không? Chúng ta sẽ hỏi là is the music room new? Is the music room new? Is the music room new? Và nếu như không, nó không mới mà nó cũ, mình sẽ dùng là no, it isn't. It's old. Ok. Rồi, mình cùng tập thêm một lần nữa với từ tiếp theo, từ thư viện sẽ là library. Library. Và cả câu hỏi, à cái thư viện này nó có cũ không? Mình sẽ hỏi là is the library old? Is the library old? Is the library old? Và nếu như không, nó không cũ mà nó mới, mình sẽ dùng là no, it isn't. It's new. No, it isn't. It's new. Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với bài số 8. Mình đã từng tập nói về các đồ dùng học tập, được không nào? Và đồ dùng học tập đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng luyện đó là cái bút. Và từ cây bút trong tiếng Anh sẽ dùng là pen. Pen, đây là bút mực nhé, bút mà có mực bên trong mà mình không thể tẩy được đi ấy. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ cùng tập lại với một số cấu trúc câu này. Trong đó có bốn cấu trúc câu quen thuộc mà các em đã học đã. Đây là cái gì, đây là một cái gì này, kia là một cái gì, đây là những cái gì và kia là những cái gì. Với cấu trúc câu đầu tiên, đây là một cái gì, chúng ta sẽ dùng với từ this, đây là, đúng không? Cả cụm là this is. Bút của tôi, my pen. Đây là cây bút của tôi, mình sẽ dùng là
This is my pen. This is my pen. Ok. Và bây giờ muốn tạo thành câu hỏi. À, đây có là bút của bạn không? Mình có từ bút của bạn, cả cụm là your pen. Your pen. Và để tạo lập thành một câu hỏi, chúng ta sẽ cần chỉ cần để động từ to be is lên đầu câu. Mình sẽ có is this. Thay vì là this is, chúng ta đảo thành is this. Được chưa nào? Và đây có phải là bút của bạn không? Mình sẽ hỏi là very good. Is this your pen? Again, is this your pen? Và ngoài cách đó ra, mình ngoài cách dùng từ this, các em hãy chỉ cần dùng với từ it, có nghĩa là nó. Nó có phải là bút của bạn không? Is it your pen? Is it your pen? Is it your pen? Nếu như có, mình sẽ dùng là yes, it is. Đúng rồi, đây là bút của mình. Tiếp theo mình cũng ôn tập lại từ thứ hai nhé. Một đồ dùng học tập thứ hai mà rất là cần khi mà các em dùng đến bút chì, đúng không nào? Đó là cục tẩy. Mình sẽ có hai từ. Cách thứ nhất mình dùng với từ eraser. Eraser. Eraser nghĩa là cục tẩy. Cách thứ hai sẽ là rubber. 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 Ok. Bây giờ thì theo như chương trình trong sách giáo khoa thì chúng ta dùng từ rubber được không nào? Nên bây giờ cô sẽ cho các em từ rubber mình tập thêm nhé. Ví dụ, à ở đằng xa xa khi có một cục tẩy thì kia là một cái gì đó. Mình sẽ dùng với từ that. Kia là sẽ là that is cục tẩy của tôi. My rubber. Kia là cục tẩy của tớ hay cục tẩy của mình, cục tẩy của tôi đấy. Mình sẽ dùng là that is my rubber. Hoặc nói cách ngắn gọn mà mình sẽ không dùng là that is mà dùng là that's, sẽ là that's my rubber. That's my rubber. Very good. Rồi, tương tự như vừa nãy để tạo thành câu hỏi đúng không nào, mình sẽ đảo từ is lên đầu câu. Ví dụ, bây giờ mình muốn hỏi kia có phải là tẩy của bạn không? Mình sẽ có từ cả cụm tẩy của bạn sẽ là your rubber. Và kia có phải là tẩy của bạn không? Cả câu sẽ là is that your rubber? Is that your rubber? Hoặc mình có thể thay từ that bằng từ it, có nghĩa là nó. Không phải là kia có phải là bạn tẩy của bạn không, mà là nó có phải là tẩy của bạn không? Mình sẽ hỏi là is it your rubber? Is it your rubber? Nếu như có, mình sẽ dùng là yes, it is. Được chưa nào? Còn nếu như không, đúng rồi, no it isn't. Các em biết cách này rồi đúng không nào? Tiếp theo mình cùng ôn tập lại một số từ vựng nữa liên quan đến chủ đề về đồ dùng học tập các em nhé. Rồi, mình có từ cái bàn là table. Table. Nó khác với từ cái bàn làm việc hay là bàn học của mình ấy, là mà cái bàn mà có ngăn kéo hay là ngăn tủ ấy là desk. Còn bàn này chỉ có bốn chân và cái mặt bàn thôi, mình gọi là table. Ok. Tiếp theo, cái ghế sẽ là chair. Chair. Very good. Cái cặp sách đúng không nào? Mình sẽ có cái túi để đựng hay cái cặp đựng nói chung là bag. Bag. Tuy nhiên cặp sách tức là cái cặp mà mình chuyên dùng cho học sinh và đi tới trường đúng không nào? Thế thì mình sẽ ghép từ trường học này. Và từ cái cặp sách sẽ được cái từ cặp học sinh sẽ là school bag. School bag. Các em nhớ nhé, mình sẽ hạ giọng xuống không nói là bag mà nói là bag. Ok, school bag, cặp học sinh. Tiếp theo, bút chì mình sẽ có từ, đúng rồi, pencil. Pencil là một cái bút chì. Còn nếu như nhiều cái bút chì thì mình nói là, đúng rồi đấy, pencils. Một lát nữa mình sẽ ôn lại cái từ này sau các em nhé. Tiếp theo, liên quan đến cái bút chì mình sẽ có cái gọt bút chì cho nó sắc nhọn ấy. Mình sẽ dùng là pencil sharpener. Ở đây mình có từ sharp, tính từ sắc nhọn. Sharpen là cái là động từ, có nghĩa là làm cho nhọn, làm cho nó sắc ấy. Và sharpener là cái dụng cụ để làm cho nó sắc nhọn, mài giũa cho nó nhọn, được chưa nào? Và cái để mài giũa cho bút chì nhọn mình sẽ dùng cả cụm là pencil sharpener hay là cái gọt bút chì. Ok. Tiếp theo bây giờ mình cũng ôn tập lại một chút này. Mình có cái từ quyển sách là book rồi đúng không nào? Quyển sách mà chuyên để ghi chép ấy, hay mình gọi là quyển sổ hay quyển vở, nó sẽ là notebook. Notebook. Dạng số nhiều của nó là notebooks.
Notebooks. Ok. Tiếp theo, cái bút thì sao nhỉ? Một cái bút sẽ là pen. Và nhiều cái bút là pens. Alright. Tiếp tục. Còn cái hộp đựng bút chì, các em còn nhớ không? Đúng rồi, pencil case. Pencil là bút chì. Case là cái hộp hay là cái tủ đựng. Hộp đựng bút sẽ là pencil case. Pencil case. Tiếp theo, chuyển về dạng số nhiều, từ một cái hộp ấy hay là một cái tủ đựng là case sẽ chuyển thành cases. Cases. Và cả cụm từ những cái hộp bút chì sẽ là pencil cases hay là pencil cases. Các em có thể đọc theo cả hai cách như thế nhé. Tiếp theo mình có từ cục tẩy, một cục tẩy sẽ là rubber và những cục tẩy là rubbers. Ok. Tiếp theo cái thước kẻ trong tiếng Anh là ruler. Ruler. Những cái thước là rulers. Rulers. Very good. Bây giờ mình sẽ cùng ôn tập lại với hai cấu trúc câu nhé, các em còn nhớ không? Khi mà mình muốn nói đây là những cái gì và kia là những cái gì. Đầu tiên mình sẽ cùng tập nói là những cái này mình sẽ có từ these. Tương tự như this hay that. Từ này cũng bắt đầu vào âm th dung, mình để lưỡi ra hai hàm răng vào làm dung cổ họng nhé. Z, thế trên nào? Và vào từ these. Các em nhìn khẩu miệng của cô và cùng bắt chước theo nhé. These, nhớ âm z ở cuối được không nào? Và những cái kia, những cái mà ở đằng xa mình ấy, có nhiều cái mà ở xa mình sẽ dùng cái từ those. Those. Ok. Ở đầu là âm z, ở giữa âm o và cùng âm z, âm z, các em bật ra nhé. Bây giờ mình cùng ghép vào cả câu này. Đầu tiên, quyển sách sẽ là book. Những quyển sách là books. Mình ghép vào cả câu nhé. Đây là những cái gì này? Hay là những cái này là? Mình sẽ dùng với cụm these are. Đấy chưa nào? Khác với this hay that, các em dùng với từ is vì nó chỉ có một thôi. Nhưng mà cứ có nhiều cái, tức là từ 2, 3, 4, 5, 6 cái trở lên chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng với từ are. Ok? Và mình sẽ có cả cụm những cái này sẽ là these are. Ví dụ đây là những cái bút của tôi, mình sẽ dùng là these are my, I'm sorry, đây là những quyển sách của tôi. Mình sẽ dùng với từ books, những quyển sách đúng không nào? Và cả câu đây là những quyển sách của tôi, mình sẽ dùng là these are my books. Very good. Again, these are my books. Ok. Tiếp theo. Và để chuyển thành dạng câu hỏi đúng không nào? Mình cũng tương tự như vừa nãy, thay vì nói là these are, mình chuyển ngược lại thành are these. Những quyển sách của bạn sẽ là your books. Đây có phải là những quyển sách của bạn không? Thì chúng ta sẽ hỏi là are these your books? Are these your books? Ok. Và ngoài ra thì mình có thể dùng thay từ these đó bằng từ they. Tức là mình hỏi là những cái này thì mình sẽ hỏi là chúng. Chúng có phải là những quyển sách của bạn không? Are they your books? Are they your books? Nếu như có, mình sẽ dùng là yes, they are. Yes, they are. Đúng rồi, đó là những cuốn sách của mình. Chúng là những cuốn sách của mình, đúng không nào? Tiếp theo, mình sẽ cùng mình sẽ cùng ôn tập lại này. Từ cái bút chì sẽ là pencil. Và những cái bút chì là pencils. Được chưa nào? Tiếp theo, mình sẽ có cả cụm nhé. Kia là những cái gì đó, mình sẽ dùng với từ those are. Nhớ nhá, những cái gì đó, nhiều cái, mình sẽ dùng với từ are. Và cả câu này, đây là những, à kia là những cái bút chì của tôi, thì mình sẽ dùng là those are my pencils. Those are my pencils. Ok. Tiếp theo, thế bây giờ nếu mà để đảo nó thành câu hỏi, mình sẽ dùng thế nào các em? Đúng rồi đấy. Thay vì nói là those are, mình sẽ nói là are those. Are those bút chì của bạn? Your pencils. Kia có phải là những cái bút chì của bạn không? Mình sẽ cùng nhắc lại là are those your pencils? Are those your pencils? Và để trả lời câu này, nếu như
À, một cách khác, tôi xin lỗi, một cách khác để hỏi câu này, thay vì dùng từ those, mình có thể dùng cái từ they, nghĩa là chúng, đúng không nào? Cả câu chúng có phải là những cái bút chì của bạn không? Mình sẽ hỏi là are they your pencils? Are they your pencils? Và nếu như có, mình cũng sẽ dùng là yes, they are. Hoặc là không là no, they are not. Để thế nào? Hoặc là they aren't. Ok. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ cùng chuyển đến bài số 9 các em nhé. Ở bài 9, chúng ta sẽ học về chủ đề màu sắc, color. Đây là hai cách viết của từ màu sắc và cách viết nào cũng đúng cả các em nhé. Cách viết có thêm chữ U ở đây là cách viết của người Anh. Còn cách viết mà không có chữ U thì là cách viết của người Anh Mỹ. Đây, chỗ này bỏ chữ U đi này. Được chưa nào? Nhưng mình đều sẽ đọc màu sắc trong tiếng Anh là color. Color. Ok. Rồi tiếp theo, bây giờ mình bắt đầu vào học các màu nhé. Và cô có hướng dẫn cho các em cách học các màu liên quan đến các hệ màu cũng như là các cách phối màu, đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng học lại phần này, ôn tập lại nhé. Đầu tiên, ba màu cơ bản bậc một, các em còn nhớ là màu gì không? Đúng rồi, red, yellow and blue. Mình cùng tập nói lại nhé. Màu đỏ sẽ là red. Red. Very good. Tiếp theo màu vàng là yellow. Yellow. Màu xanh dương sẽ là blue. Blue. Very good. Tiếp theo đến các màu bậc 2, chúng ta sẽ ghép giữa hai màu bậc 1 lại với nhau. Ví dụ, mình sẽ ghép giữa màu đỏ và màu vàng sẽ được màu gì các em? Đúng rồi, các em rất là nhiều bài đấy. Màu cam đúng không nào? Màu cam trong tiếng Anh sẽ là orange. Orange. Tiếp theo câu hỏi nữa này, mình ghép giữa màu xanh dương và màu vàng sẽ được màu gì nhỉ? Chính xác, màu xanh lục hay xanh lá cây đúng không nào? Green. Green, màu xanh lục. Và cuối cùng mình ghép giữa màu xanh dương và màu đỏ sẽ được màu tím. Purple. Purple, màu tím, được chưa nào? Tuy nhiên đây là màu tím giữa tỷ lệ màu đỏ và màu xanh dương tương đương nhau. Nhưng nếu bây giờ các em cho thêm màu xanh dương thì chúng ta sẽ được màu gì? Đúng rồi, màu tím xanh. Đó là màu violet. Violet. Violet, màu tím xanh. Được chưa nào? Và đây sẽ là màu tím ở trong 7 sắc cầu vồng đấy các em ạ. Một màu nữa mà chúng ta cần học thêm ở trong màu các màu cầu vồng, các em còn nhớ là màu gì không? Đúng rồi, màu tràm. Tuy nhiên mình cũng học trước này, mình cùng tập lại một chút màu trắng đã nhé. Màu trắng trong tiếng Anh là white, giống như là của áo của cô là màu trắng đúng không nào? Và tương phản với nó, đen hoàn toàn thì mình sẽ dùng cái từ black. Black, màu đen. Bây giờ các em hãy tưởng tượng mình ghép giữa màu đen và màu xanh dương, chúng ta sẽ được màu xanh sẫm hay là màu tràm đúng không nào? Và màu tràm sẽ có từ indigo. Indigo. Indigo là màu tràm. Đấy chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng ôn lại với các màu cầu vồng nhé. Đầu tiên mình có từ cầu vồng trong tiếng Anh là gì nhỉ? Đúng rồi, rainbow. Rain là cơn mưa. Bow là cái vòng cung như thế này này. Đấy chưa? Và cả cụm từ cầu vồng sẽ là rainbow. Rainbow. Và các em có biết vì sao mà sau cơn mưa lại xuất hiện những cái màu sắc như thế này không? Đúng rồi đấy, đó là những cái giọt nước khi mà được có ánh sáng trắng từ mặt trời nó chiếu đến thì nó sẽ tán sắc ra thành các màu khác nhau, tạo thành một dải màu từ đỏ cho tới tím. Bây giờ mình sẽ cùng học lại nhé. Các em còn nhớ không, trong tiếng Việt thì màu cầu vồng sẽ có 7 màu đúng không nào? Đó là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Còn trong tiếng Anh, màu tương ứng của nó mình sẽ có màu đỏ là red, màu da cam orange, màu vàng là yellow, xanh lục green, xanh dương blue, màu tràm indigo và cuối cùng màu tím violet. Ok, khá là đơn giản đúng không nào? Tiếp theo bây giờ mình cùng trộn tiếp một số màu này. Ví dụ màu hồng ở đây sẽ là ghép giữa hai màu gì các em? Rồi, chính xác, màu đỏ và màu trắng đúng không nào? Mình sẽ cùng nói màu hồng nữa nhé. Màu hồng trong tiếng Anh là pink. Pink, màu yêu thích của các bạn nữ đấy đúng không nào? Tiếp theo bây giờ vẫn là màu trắng nhưng ghép với màu đen, cây sẽ được màu gì? Đúng rồi, gray, màu xám. Và đây là hai cách viết của từ gray. Các em viết theo cách nào cũng đúng nhá, A hay là E đều được. Gray, màu xám. Và cuối cùng màu nâu, các em còn nhớ không? Ghép giữa một màu bậc 1, một màu bậc 2 đối xứng đúng không nào? Sẽ được màu nâu là
Brown. Brown. Và đó là toàn bộ các từ vựng liên quan đến chủ đề màu sắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học một chút xíu này. Câu hỏi, màu gì? Mình sẽ hỏi là gì nhỉ? What color? Màu gì? Và cả câu cái này màu gì mình sẽ ghép là What color is it? What color is it? Cái này màu gì? Ví dụ ở đây mình có này, cái hộp là gì nhỉ? Đúng rồi, box. Ví dụ đây là hộp đựng cơm trưa của các bạn hay là học ở trường và nội trú đúng không nào? Mình cũng nói lại, cái hộp đựng sẽ là box. Box. Cái hộp này có thể làm bất kỳ, làm từ bất kỳ nguyên liệu gì, chất liệu gì các em nhé. Làm từ hộp nhựa này hay là hộp bằng bì cắt tông này đều dùng là box, được không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng ghép vào câu hỏi nhé. Thay vì câu hỏi là what color is it, thì mình hay từ it bằng từ cái hộp của bạn sẽ là your box. Your box. Và cả câu, cái hộp của bạn thì có màu gì? Mình sẽ đảo từ what color đến đầu, đúng không nào? Cả câu sẽ là what color is your box? What color is your box? Và nếu như nó có màu đỏ, thì có màu đỏ là, đúng rồi, red. Và cả câu nó, màu đỏ, nó có màu đỏ. It is red. Nó có hay nó thì màu đỏ, thì mình sẽ dùng cái từ is tương ứng các em nhé. Mình cùng nói lại, nó có màu đỏ sẽ là It is red. Hoặc cách nói tắt là It's red. It's red. Very good. Tiếp theo, mình cũng ôn tập lại này. Từ cái bút chì sẽ là pencil. Và những cái bút chì là pencils. Bây giờ mình sẽ cùng hỏi này, những cái bút chì này có màu gì đúng không nào? Mình sẽ hỏi là What color are your pencils? Các em còn nhớ không? Với dạng số ít có một cái mình sẽ dùng là is. Giống như tình huống vừa rồi mình có từ box, mình sẽ hỏi là what color is your box? Tuy nhiên với những cái bút chì thì mình phải dùng cái từ are, dạng số nhiều, được chưa nào? Và cả câu hỏi những cái bút chì của bạn màu gì sẽ là What color are your box? I'm sorry. What color are your pencils? Rồi, những cái bút chì của bạn màu gì? Tiếp theo, và nếu như có chúng có màu xanh lá cây, mình sẽ dùng với màu xanh lá cây là green. Chúng là they are, bao giờ cũng thế. They are là một cụm, it is là một cụm, luôn đi với nhau các em nhớ nhé. Rồi, và chúng có màu xanh lá cây, mình sẽ dùng là they are green. They are green. Và cách nói tắt lại là they're green. They're green. Ok, next one. Tiếp theo, mình cũng ôn tập lại một chút này, cái từ cái bàn học ấy mà cô vừa mới nói với các em đúng không nào, nó khác với từ table. Từ bàn học thứ nhất nó là để phục vụ mục đích là học hay là làm việc đúng không nào. Cái thứ hai nó có cái ngăn để cất chữ đồ, ví dụ để ngăn bàn này hay là cái hộc bàn hay là cái ngăn tủ chẳng hạn đúng không nào. Thế thì cái bàn học hay bàn làm việc mình sẽ gọi chung là desk. Desk, các em nhớ bật âm D ở đầu ra nhá, sau đó ở cuối có âm sk. SK bật hết ra. Mình cũng nói lại một lần nữa, cái bàn học hay bàn làm việc sẽ là desk. Ok. Và đây là bàn học của tôi, mình sẽ dùng với cụ đây là sẽ là this is. Khá là quen thuộc với các em rồi đúng không nào? Và cả câu đây là bàn học của tôi, mình sẽ nói là this is my desk. This is my desk. Very good. Tiếp theo mình muốn giới thiệu nó có màu vàng, nghĩa dùng là it is, nó thì nó là nó có, it is, màu vàng, yellow, yellow. Và cả câu nó có màu vàng sẽ là it is yellow, it is yellow, ok. Tiếp theo, bây giờ mình ôn thêm một từ nữa này, cũng liên quan đến chủ đề về đồ dùng học tập, đó là cái tủ sách. Rồi, các em nhớ cái hộp hay là cái tủ để đựng, mình sẽ dùng với từ gì không? Case, đúng không nào? Quyển sách là book. Và hai từ này ghép lại sẽ được một từ. Tủ sách sẽ là bookcase. 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 Ok. Tiếp theo, kia là cái tủ đựng sách của tôi. Mình có cả cụm từ kia là sẽ là that is. That is. Tủ đựng sách của tôi. My bookcase. My bookcase. Và cả câu kia là cái tủ đựng sách của tớ, của tôi sẽ là That is my bookcase. Tiếp theo, nó có màu nâu mình sẽ dùng là gì nhỉ?
Rồi, it is brown. It is brown. Nó có màu nâu. Tiếp theo bây giờ mình cũng ôn là một số danh từ chỉ dạng số nhiều các em nhé. Mình sẽ có từ cái gọt bút chì sẽ là pencil sharpener. Chuyển về dạng số nhiều những cái gọt bút chì là pencil sharpeners. Ok, bây giờ mình cùng ghép vào câu nhé. Đây là những cái gì? Mình sẽ dùng với cụm these are. Đây là một cái mà this is. Nhưng đây là những cái gì đó từ hai cái trở lên ấy. Chúng ta sẽ dùng là these are. These are. Tiếp theo, những cái gọt bút chì của tôi. My pencil sharpeners. Và cả câu đây là những cái gọt bút chì của tôi, mình sẽ nói là these are my pencil sharpeners. Good job. Rồi, một lần nữa mình sẽ nói tắt lại này. Mình đang giới thiệu thêm một chút là cái màu của nó là màu gì, đúng không nào? Màu xanh dương sẽ là blue. Chúng có màu xanh dương. They are blue. They are blue. Hoặc nói tắt là they're blue. Được chưa nào? Tiếp theo mình cùng đến với cái bút chì trong tiếng Anh là pencil. Những cái bút chì là pencils. Ok. Tiếp theo. À, kia là những cái bút chì của tớ. Thế thì mình có cả cụm từ kia là những cái gì đó sẽ là those are. Those are những cái bút chì của tớ. My pencils. Cả câu kia là những cái bút chì của tớ, mình sẽ nói là those are my pencils. Và mình giới thiệu những cái bút chì này, chúng có màu xanh lá cây. Mình sẽ dùng với từ green, màu xanh lục hay xanh lá cây. Chúng có màu hay chúng là, mình dùng với cụm they are. Và cả câu mình có chúng có màu xanh lá cây sẽ là they are green. They are green. Hoặc nói tắt là they're green. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo trong bài về màu sắc mình cũng học về cách để nói về màu sắc yêu thích nhất của mình, đúng không nào? Thế thì mình sẽ có từ yêu thích nhất. Nhớ nhé, yêu đã là nhất rồi chỉ có một thôi. Rồi, mình có yêu thích nhất trong tiếng Anh là favorite. Favorite. Và đây là hai cái viết của từ này. Cách thứ nhất theo cách Anh có chữ U, đúng không nào? Giống như từ color mà có thêm chữ U ấy, cũng là cái cách của người Anh nói. Tuy nhiên theo các Anh Mỹ thì họ bỏ chữ U đi. Favorite, không có chữ U. Đấy chưa nào? Tiếp theo, bây giờ mình muốn giới thiệu này, màu sắc yêu thích nhất của tôi thì mình sẽ có từ màu sắc là color. Màu sắc yêu thích nhất, favorite color. Cả cụm từ màu sắc yêu thích nhất của tôi sẽ là my favorite color is. Các em nhớ nhá, vì mình chỉ có một màu yêu thích nhất thôi, thế nên mình dùng cái từ is ở đây. Đúng chưa nào? Và ví dụ đó là màu cam thì mình có từ màu cam trong tiếng Anh là orange. Orange. Và cả câu màu sắc yêu thích nhất của tôi là màu cam, mình sẽ dùng là my favorite color is orange. Very good. Ok, next one. Tiếp theo các em ơi, mình cùng đến bài cuối cùng, bài số 10, trước khi mình bắt đầu vào phần chữa bài, được không nào? Ở bài số 10 này chúng ta sẽ học về các hoạt động mà mình hay làm trong giờ ra chơi hay các môn thể thao, đúng không nào? Và từ đầu tiên, từ giờ ra chơi hay giờ nghỉ giải lao, mình sẽ có từ break. Break. Và cách khác mình cũng phải dùng là break time. Break time. Các em nhớ nhé, mình dùng cả hai cách là break hay là break time đều được hết, được không nào? Sau đó mình sẽ có cả cụm từ này, vào giờ ra chơi hay vào giờ nghỉ giải lao, mình sẽ dùng là at break time. At break time. Very good. Và mình sẽ hỏi bạn thường làm gì vào giờ ra chơi, mình sẽ hỏi cả câu là what do you do? Ở đây từ do nghĩa là làm, đúng không nào? Còn từ do ở đầu này chỉ có ý nghĩa là hỗ trợ để tạo thành câu hỏi mà thôi. Ok. Bạn hay làm gì? Mình sẽ hỏi là what do you do? Vào giờ nghỉ giải lao. At break time. Và cả câu mình sẽ hỏi là what do you do at break time? Câu trả lời mình sẽ dùng với từ chơi là play. Tôi chơi hay mình chơi cái gì môn gì đó. I play. Bây giờ mình có bắt đầu ôn tập về các môn thể thao hay là các trò chơi mà mình hay chơi nhé. Đầu tiên mình có môn bóng đá là gì nhỉ? Đúng rồi, football. Football là môn bóng đá. Tiếp theo, cả câu tôi chơi bóng đá mình sẽ dùng là I play football. I play football. Mình chơi bóng đá.
Tiếp theo, môn cầu lông đúng không nào? Sẽ là badminton. Badminton. Tiếp theo nhá, môn mà có quả bóng một cái rổ đúng không nào? Môn bóng rổ sẽ là basketball. Basketball, môn bóng rổ. Còn môn trí tuệ, khá là trí tuệ, hai bạn ngồi cân não với nhau đúng không nào? Môn cờ vua trong tiếng Anh sẽ là chess. Chess, môn cờ vua các em nhé. Và tôi chơi cờ vua mình sẽ dùng là I play chess. I play chess. Ok. Họ chơi cờ vua mình thay từ tôi bằng từ họ sẽ là they. Và cả câu họ chơi cờ vua là they play chess. They play chess. Bây giờ mình sẽ cùng đặt vào câu hỏi nhé. À, cô xin lỗi, bây giờ mình một lát nữa mình sẽ luyện câu hỏi sau. Mình sẽ cùng ôn tiếp này một vài môn thể thao nữa. Môn bóng bàn đúng không nào? Trong tiếng Anh sẽ là table tennis. Table tennis. Ok. Tiếp theo, môn môn hay trò chơi đúng không nào? Trốn tìm đúng không nào? Từ trốn là hide. Hide. Tìm là seek. Seek. Môn trốn tìm mình sẽ ghép lại là hide and seek. Hide and seek, muốn trốn tìm. Thế bây giờ mình muốn nói mình chơi trốn tìm, chúng ta chỉ cần ghép từ play, I play vào cụm từ này thôi, cả câu nhé. Mình chơi trò chơi trốn tìm mình sẽ dùng là, đúng rồi, I play hide and seek. Very good. Tiếp theo cũng là một trò chơi dân gian nữa, trò chơi bịt mắt bắt dê mình sẽ dùng là blind man's bluff. Các em còn nhớ không? Khi mà mình bịt mắt mình không nhìn thấy gì đúng không nào? Mình sẽ dùng cái từ blind. Blind man, cái người mà bị bịt mắt không nhìn thấy gì cả. Tiếp theo, bluff, lừa, lừa bịp chẳng hạn. Trong trường hợp này này từ thì tại sao lại dùng là bluff? Bởi vì những cái bạn mà chơi xung quanh cái bạn này ấy sẽ tạo những tin đồn giả để đánh lạc hướng để bạn ấy không bị bắt đúng không nào? Thế thì bây giờ mình sẽ có ghép các từ này lại với nhau tạo thành cụm từ trò chơi trốn tìm sẽ là Blind man's bluff. Cô xin lỗi, đây là trò chơi bịt mắt bắt dê đúng không nào? Mình còn nói lại nhé. Trò bịt mắt bắt dê trong tiếng Anh sẽ là Blind man's bluff. Very good. Tiếp theo, tôi chơi trò chơi trốn tìm mình sẽ dùng là I play blind man's bluff. I play blind man's bluff. Tôi chơi trò chơi bịt mắt bắt dê. Rồi, tiếp theo một cái môn mà các bạn nữ hay chơi nhất đó là môn nhảy dây đúng không nào? Môn nhảy dây hay là động từ nhảy trong tiếng Anh sẽ là skip. Skip. Và thực ra chơi nhảy dây là các em chơi với cái dây để nhảy đúng không nào? Thế thì cái dây để nhảy mình sẽ dùng với từ skipping rope. Skipping rope. Và tôi chơi môn nhảy dây hay là tôi chơi với cái dây ấy mình sẽ dùng là I play skipping rope. I play skipping rope. Để chưa nào? Tiếp theo, một cái trò mà cũng khá là hiện đại, mới mẻ và hấp dẫn không kém đúng không nào? Mà hai các em thường không có chơi ở trong sân trường đâu mà mình hay chơi ở chỗ khác cơ. Ở trong các quảng trường chẳng hạn đúng không? Mình sẽ có từ trượt patin như trượt patin sẽ là skate. Skate. Và các em nhớ nhé, cứ những cái từ nào mà hay đi hay ví dụ cái môn thể thao ấy mà nó có xu hướng là vận động hay là di chuyển nhiều là chủ yếu thì mình sẽ dùng với từ go thay vì từ dùng từ play. Những từ nào mang tính đối kháng với nhau chẳng hạn này thì hay dùng với từ play các em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng ghép vào cả câu. Tôi chơi trò trượt patin sẽ là I go skating. Hay là tôi đi giày trượt patin đấy đúng không nào? I go skating. Ok, tiếp theo tương tự như thế mình có đi bơi là swim, sẽ dùng với cả cụm là go swimming. Tôi đi bơi sẽ là I go swimming. Alright. Rồi và trong cái bài số 10 mình cũng học về cách để nói về sở thích của mình thích chơi trò gì đúng không nào? Mình sẽ có từ thích, yêu thích sẽ là like. Like. Tiếp theo, mình có từ nhảy dây là skip đúng không nào? Mình thích nhảy sẽ là I like skipping. Em nhớ sau từ like thì động từ sẽ thêm với ing vào đằng sau. Và trong trường hợp này, từ skip là một từ ngắn, là một động từ ngắn các em nhé. Và tận cùng nó là một phụ âm p, âm p. Trước nó chỉ có một âm i duy nhất thôi. Nên là mình sẽ ghép gấp đôi âm p này và thêm với ing vào thành skipping. Đây là cái cách viết cũng như là một số thuật ngữ pháp ở trong tiếng Anh.
thì sau này các em sẽ học kỹ hơn về phần này được không nào? Còn bây giờ các em cứ nhớ giúp cô là tôi thích cho nhảy dây thì từ cái từ nhảy này này mình sẽ gấp đôi âm P lên thêm nữa in, các em nhớ nhá. Mình cùng nói lại nào. Rồi tôi thích nhảy dây sẽ là I like skipping. Very good. Tiếp theo tương tự như thế mình sẽ có từ chơi patin sẽ là skate được không nào? Và ở đây khi mà muốn chuyển nó thành muốn nói là tôi thích chơi patin ấy, mình sẽ nuôi in vào đằng sau. Tuy nhiên từ này kết thúc là âm e, skate kết thúc là âm e đúng không nào? Mình sẽ bỏ chữ e này đi và thêm nguyên x vào đằng sau thành skating như thế này. Và cả câu mình thích trượt patin sẽ dùng là I like skating. Very good. Tiếp theo bây giờ mình cùng ghép vào một số danh từ nhá. Vừa nãy là các động từ đúng không? Ví dụ như là trượt hay nhảy là các động từ này mình thêm nguyên x. Còn các danh từ thì đơn giản hơn rất là nhiều. Các em chỉ cần ghép tôi thích với đúng cái danh từ chỉ môn thể thao đó là được. Ví dụ ở đây mình có môn cầu lông là badminton. Và tôi thích chơi cầu lông sẽ là I like badminton. Là được rồi, ok. Tiếp theo, bạn thích chơi cầu lông là you like badminton. Còn bây giờ nếu như các em muốn chuyển nó thành câu hỏi thì mình sẽ làm thế nào? Chính xác, mình sẽ để chữ từ do lên đầu câu. Thêm từ do ở đầu câu mình sẽ có cả câu hỏi. Bạn có thích chơi cầu lông không? Mình sẽ hỏi là Do you like badminton? Ok. Do you like badminton? Tiếp theo, nếu như có thì mình trả lời là I do đúng không? Còn không thì I do not hoặc là I don't. Thế bây giờ mình sẽ nói là mình hỏi lại một lần nữa nhé. Bạn có thích chơi cầu lông không? Sẽ là Do you like badminton? Nếu như có mình sẽ nói là Yes, I do. Và nếu như không thì mình sẽ nói là no I don't. Được chưa nào? Tiếp theo mình cùng ghép với trò chơi trò trốn tìm được không nào? Mình sẽ nói lại trò trốn tìm sẽ là hide and seek. Và tôi thích chơi trốn tìm là I like hide and seek. Được chưa nào? Mình gọi cụm từ tôi thích ghép luôn với trò chơi đó. I like hide and seek. Tiếp theo, thì tôi không thích chơi mình sẽ dùng là gì nhỉ? I do not like hoặc là I don't like hide and seek. Ok, khá là đơn giản đúng không các em? Rồi, thế bây giờ mình muốn hỏi này, mình lại hỏi bạn có thích không là do you like ghép với tên trò chơi trốn tìm là hide and seek. Và cả câu em bạn bạn có thích chơi trò chơi trốn tìm hay không? Mình sẽ dùng là do you like hide and seek. Nếu như có thì mình nói là I do, yes I do, đúng không nào? Nhưng nếu không thì sao? No, I don't. Ok. Rồi, và trong bài số 10 còn một cấu trúc nữa mà mình học đó là cấu trúc để rủ ai đó làm gì cùng với mình, đúng không nào? Let's, được viết tắt bởi let us, có nghĩa là cùng nhau làm gì đó. Ở đây từ us cũng có nghĩa là chúng tôi, chúng ta, được chưa nào? Chúng ta hãy cùng làm một cái điều gì đó đi. Ví dụ mình có bóng đá là football, chơi bóng đá, play football. Và cả câu này, chúng ta hãy cùng chơi trò bóng đá đi sẽ là let's play football. Let's play football. Chúng mình hãy cùng chơi bóng đá đi, đúng không nào? Hoặc các em chỉ cần nói ngắn gọn, mình thay từ football bằng từ it. Nếu như mình đã nhắc lại từ trước đó rồi ấy, mình sẽ nói là hãy chơi nó đi. Let's play it. Hãy chơi nó đi, thế thế nào? Tiếp theo mình cũng ôn tập lại nhé, một chút này. Từ cờ vua, môn cờ vua là chess. Tôi thích chơi cờ vua, I like chess. Ok. Tiếp theo, mình có thể dùng với từ họ, thay từ tôi bằng từ họ sẽ là they like chess. Hoặc thay bằng nhiều người, ví dụ ở đây Peter và Phong thích chơi đúng không nào? Mình sẽ có cả câu là Peter and Phong like chess. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ muốn đặt câu hỏi nhé. Có phải họ thích chơi cờ vua không? Mình sẽ hỏi là gì nhỉ? Đúng rồi, thêm từ do ở đằng trước, từ they sẽ được cả câu hỏi là Do they like chess? Nếu có mình sẽ dùng là Đúng rồi, yes they do hoặc là no they don't. Tương tự với yes I do và no I don't, đúng không nào? Tiếp theo bây giờ mình sẽ chuyển câu này thành một câu hỏi dạng khác này. Bây giờ mình đã biết là có một cờ vua ở đây rồi và mình muốn hỏi xem là họ có thích chơi cơ môn cờ vua không, đúng không nào? Tuy nhiên nếu bây giờ mình không biết là môn thể thao nào mà mình muốn hỏi chính xác là họ thích chơi môn gì, thích chơi cái gì ấy, các em phải thay từ chess bỏ từ này đi thay bằng từ cái gì sẽ là
What? What? Và luôn luôn nhá, từ để hỏi luôn luôn đứng ở đầu câu. What sẽ luôn luôn đứng ở đầu câu và mình ghép với cả câu. What do they like? Có nghĩa là họ thích chơi cái gì? Các em nhớ nhá, mình còn nói lại một lần nữa câu này nào. Họ thích chơi gì? Mình sẽ hỏi là What do they like? What do they like? Và nếu họ thích chơi cờ vua, mình sẽ dùng là They like chess. They like chess. Tương tự này, mình sẽ đặt câu hỏi tiếp. What do they like? Họ thích chơi cái gì đấy? Đúng không nào? Môn trượt ba tanh đúng không nào? They like skating. Ok. They like skating. Tiếp theo, thế thì họ có thích chơi môn họ có thích chơi trượt ba tanh không? Mình sẽ đặt từ do lên đầu là Do they like skating? Nếu có, yes they do. Và không thì no they don't. Ok. Và các em ơi, vừa rồi là toàn bộ phần từ vựng cũng như các cấu trúc câu trong bài số 6 đến bài 10 rồi. Bây giờ cô sẽ cùng hướng cho các em, mình sẽ cùng làm các bài tập ở trong sách nhé. Các em cùng mở sách trang số 70, 71 phần review 2. Để xem nào. Ok, và ở phần này thì chúng ta sẽ cùng ôn tập lại và mình sẽ cùng chữa các bài nhé. Mình sẽ cùng chữa các bài ở trong sách trang 70 và 71. Ok, các em cùng nhìn lên màn Page hình nhé. 70. Review 2. Activity 1. Listen and tick. Ok. 1. Rồi, trước khi các em làm phần này này, các em nhớ lưu ý nhé. Mình trước khi làm bài tập nghe và tích thì các em sẽ cần phải phân tích xem các câu, các bức tranh này là cái gì. Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên màn hình nhé. Mình cùng nhìn lên câu số 1 này, bức tranh A và bức tranh B được không nào? Bức tranh A thì các em sẽ nhìn thấy cô giáo đang yêu cầu bạn ấy đứng lên hay ngồi xuống đây. À đúng rồi, các em chú ý mũi tên nhé. Mũi tên ở đây này, các em nhìn thấy mờ mờ đây không? Ngồi xuống, đúng không nào? Còn câu B là đứng lên. Các em còn nhớ hai cụm từ này là gì không? Đúng rồi đấy, ngồi xuống là sit down và câu B đứng lên là stand up. Ok, chúng ta cùng nghe xem audio sẽ nhắc đến bức tranh nào và mình tích vào bức tranh đó nhé. Good morning, Miss Chan. Sit Ok, sit down, please. Rồi, ngồi xuống đúng không nào? Ok, next one, tiếp theo. Rồi, chúng ta cùng nghe tiếp bức tranh số 2 các em nhé. Rồi, is your school big? Rồi, các em nghe thấy từ gì nhỉ? Đúng rồi, trường học, đúng không nào? Ở câu số 2, bức tranh A sẽ là về một cái library, thư viện. Còn bức tranh B là một trường học. Và họ đang nói đến bức tranh B, đúng không các em? Ok, mình sẽ tích cái bức tranh B nhé. Yes, it is. Tiếp theo, đến câu số 3. Các em cùng nhìn vào phân tích một chút này. Ở đây câu số 3 các em có nhìn thấy không? Hai bạn ấy đang nói chuyện với nhau và đang chỉ về một cái gì đó đúng không nào? Ví dụ ở bức tranh A sẽ chỉ về những quyển sách, còn bức tranh B là cái hộp đựng bút. Thế thì chúng ta cùng nghe xem bức tranh nào được nhắc tới ở đây nhé. 3. What color is your book? What color is your It's green. book? A screen. Rồi, quyển sách đúng không nào? Thế thì câu 3 sẽ là bức tranh A. Next one, tiếp theo. Câu số 4. 4. Rồi câu số 4, hai bạn đấy đang nói chuyện với nhau đúng không nào? Thứ nhất này, ở bức tranh A thì bạn đấy sẽ nói chuyện về trên tay của bạn đấy sẽ cầm những cái bút chì các em ạ. Còn còn bức tranh B thì sao nhỉ? Rồi, các em chú ý nhá, đó là màu sắc của cái cây bút chì đấy, các em hãy nghe kỹ nhá. Ở bức tranh A sẽ là cái cây bút chì này, bức tranh B là tận bốn cái bút chì ở hai tay của bạn bạn Mai cơ, hai cái màu đỏ và hai cái màu xanh lá cây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem bức tranh nào được nhắc tới nhé. What color are your Oh. pencils, Nam? Rồi, các em cùng nghe nhá. Vừa nãy này, bạn ấy hỏi là What color are your pencils? Những cái bút chì của cậu màu gì?
cả hai câu này, bức tranh A và B đều có rất nhiều bút chì đúng không nào? Tuy nhiên ở bức tranh A thì nó gần như màu đen hoặc màu nâu ấy, còn bức tranh B thì có màu đỏ và màu xanh. Bạn ấy bảo là they are red, nó có màu đỏ, chúng có màu đỏ. Thế thì mình sẽ chọn bức tranh B là đáp án cho câu số 4. Được chưa nào? Tiếp theo mình sẽ cùng đến với câu tiếp theo, câu số 5. 5. Rồi, câu số 5 các em cùng nhìn nhé. Ở đây câu số 5 sẽ xem các bạn ấy đang chơi trò gì. Bức tranh A là trò gì cho các em? À, đúng rồi, bóng chuyền đúng không nào? Volleyball. Còn câu B là bóng đá. Chúng mình cùng xem đáp án nào được nhắc tới nhé. What do you do at break time? What do you do at break time? I play football. I play football. Rồi, và đáp án chính xác thì là câu B. Bức tranh B được không nào? Chúng mình sẽ tích vào bức tranh B là câu số 5 các em nhé. Ok, tiếp theo bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần số 2. Listen and number. Và ở phần này chúng ta cũng sẽ phân tích thêm một chút xíu này. Sau đó mình sẽ cùng tích xem các số thứ tự cho các bức tranh này là gì được không nào. Ở bức tranh A đang nói về cái hộp bút đúng không nào? Pencil case. Bức tranh B là trò gì đây các em? Trốn tìm đúng không nào? Hide and seek. Bức tranh C thì sao? À, bạn ấy đang ở ngoài đang xin phép cô vào lớp thì phải. Ví dụ bạn ấy có thể hỏi là may I come in đúng không nào? Còn bức tranh D là nói về cái phòng tin học, computer room. Các em hãy chú ý nghe, lắng nghe kỹ xem từ nào được nói đến ở trong audio nhé, để mình đánh số thứ tự cho phù hợp. Ok. Great. Page 70, activity 2, listen and number. Ok. 1. May I come in? May I come in? Ok. Yes, you can. Các em nhìn thấy chưa? Rồi, mình sẽ có đáp án ở ngay bức tranh C đúng không? Bức tranh C. May I come in? Yes, you can. Đáp án số 1 ở bức tranh C. Tiếp theo. 2. Is that the classroom? Is that the classroom? No, it isn't. No, it's the computer room. It's the computer room. Và đáp án số 2. Bức tranh số 2 được nhắc tới là bức tranh D. Chúng ta cùng đánh số 2 và bức tranh D nhé. Chỉ còn lại hai bức tranh A và B thôi. Các em cùng xem nó là pencil case hay là trò chơi hide and seek. Listen. 3. Is that your pencil case? Is that your pencil case? What color is it? What color is it? It's pink. It's pink. Rồi, một cái pencil case. And it's pink là một cái hộp bút mà nó màu hồng đúng không nào? Chính là đáp án của audio số 3, bức tranh A. Và cuối cùng hiển nhiên rồi là bức tranh số 4 sẽ là bức tranh D đúng không nào? Chúng ta cùng nghe xem có đúng không thế nhé. Yes, it's my pencil case. Rồi, bức tranh 3 xong rồi nhá. 4. What do you do at break time? What do you do at break time? I play hide and seek. I play hide and seek. Rồi, rất là đơn giản đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trang số 71. Rồi, trang số 71 này. Phần 3, activity 3, read and complete. Ở phần này thực ra khá là đơn giản các em ạ. Các em cùng nghe cô hướng dẫn nhé. Ở phần này các em sẽ đọc đoạn văn bên dưới này. Sau đó mình sẽ dịch lại và cùng xem các từ ở trong ô màu vàng này điền vào từ nào cho phù hợp. Bây giờ mình cùng dịch kỹ các từ trong ô màu vàng trước nhá. Đầu tiên mình có từ room sẽ là căn phòng, rất là chính xác. Tiếp theo bỏ bạn tên bạn Quân này. School là gì nhỉ? Đúng rồi, ngôi trường. Và playground, sân chơi là sân trường đúng không? Bây giờ chúng ta cùng dịch cả bài này nhé. This is my... Rồi, đây giả sử chúng ta chưa biết đi. Số 1 chưa biết là từ gì. Chúng ta thử ghép vào nhé. Mình có room này, có school hay là playground đều khá là phù hợp. Chỉ có duy nhất Quân là không phù hợp thôi, đúng không nào? Quân sẽ loại. Nhưng bây giờ để làm câu 1 thì mình phải dịch những câu đằng sau. Các em hãy cùng dịch xem là thế nào đấy nhé. It's big, nó thì to. Cái gì có thể to nhỉ? Phòng học, sân trường hay là ngôi trường đều thể to đúng không nào? Tiếp theo mình dịch tiếp nhé. I'm in class B, 3B. Mình ở lớp số 3B đúng không nào? My classroom is big too. Ok, rồi. Thế các em đã đoán ra câu số 1 hiện đến cái gì chưa? Khả năng cao mình sẽ đến từ school đúng không nào? Tuy nhiên các em mình ghi ở bút chì giúp cô thôi nhá. Để chắc chắn hoàn toàn thì mình sẽ đọc các câu còn lại để xem các đáp án khác như thế nào đã.
Được không nào? Tiếp theo, now it is break time. Bây giờ đang là giờ ra chơi. Tiếp theo, many of my friends are in the... À, rồi, các em biết đi, mình câu số 2 mình điền tư duy chưa? Rất là nhiều trong số bạn bè của tôi thì đang ở trong sân trường, chính xác. Ở ra chơi thì các bạn hãy thử ra sân trường để chơi, đúng không nào? Thì câu số 2 mình sẽ điền từ playground, sân trường. Tiếp theo câu số 3, I'm in the computer room. Computer room. Rồi, phòng tin học, computer room. Thế thì câu số 3 đã điền từ room. Vậy thì mình sẽ suy ra câu 1 đây là điền từ school, là chắc chắn đúng rồi, đúng không nào? Và tiếp theo, with my friend Quân, cùng với bạn của tôi, Quân. Ok, các em đã điền được hết cả 4 từ ở trong bài này chưa? Bây giờ cô và các em sẽ cùng đọc lại đoạn văn này một lần nữa nhé. This is my school. It's big. I'm in class 3B. My classroom is big, too. Now it is break time. Many of my friends are in the playground. I'm in the computer room with my friend Quân. Rồi, thế là mình hoàn thành xong bài số 3 rồi đúng không nào? Khá là đơn giản đúng không các em? Bây giờ sẽ là đến bài số 4, activity 4, read and match. Ở phần này mình cũng sẽ cùng đọc lại cả 5 câu hỏi ở cột màu đỏ bên này và các câu trả lời của màu xanh bên này các em nhé. Sau đó chúng ta sẽ nối vào các câu này thành các cặp phù hợp. Đầu tiên mình cùng dịch trước này, câu số 1 là gì nhỉ? Is your school big? Trường của bạn có to không? Đúng không nào? Câu số 2. Are those your books? Rồi, có nhìn ngược một chút nên hơi khó nhìn. Là kia có phải là những cái book của bạn không? À, những quyển sách của bạn không? Đúng không nào? Tiếp theo câu số 3. Number 3. What color is your school bag? Cái cặp của bạn màu gì? Câu số 4. May I come in? Em có thể xin phép vào lớp được không? Và cuối cùng câu số 5. What do you do at break time? Bạn thường làm gì vào giờ ra chơi, đúng không nào? Còn bên này thì sao? Câu trả lời. Chúng ta sẽ cùng dịch các câu trả lời và tìm câu hỏi phù hợp các em nhé. Câu A. It's brown. Rồi, nó màu nâu. Thế thì mình sẽ tìm với một câu hỏi có liên quan đến màu sắc. Các em đã nhìn ra câu gì chưa? Đúng rồi đấy. What color is your school bag? Cái cặp của bạn màu gì? Nó có màu nâu. Câu 3 sẽ tự ứng với đáp án A, được chưa nào? Tiếp theo, câu trả lời này ở câu B. Yes, you can. Được, em được phép. Thế thì các em sẽ đồng nối với câu hỏi là câu gì à? Rồi, chính xác. May I come in? Em có thể vào lớp được không? Đúng không nào? Yes, you can. Được, em được phép. Đúng không nào? Câu 4 B. Tiếp theo, câu trả lời của câu C này. Yes, they are. Đúng là chúng đấy, đúng không nào? Thế thì mình sẽ chơi ghép với câu gì nhỉ? Dạng số nhiều. Mình còn hai câu 1, 2 và 5 đúng không nào? Chính xác câu 2. Are those your books? Kia có phải là những quyển sách của bạn không? Yes, they are. Đúng là chúng rồi. Câu 2 C. Tiếp theo ở câu D. I play basketball. Rồi, tôi chơi bóng rổ. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta ghép với câu số 5. What do you do at break time? Mình thường làm gì vào giờ ra chơi, đúng không nào? Và cuối cùng câu E nè. Yes, it is. Chắc chắn rồi, mình sẽ nói với câu 1 khá là hợp lý, đúng không? Is your school big? Trường của bạn có to không? Yes, it is. Có, nó thì to. Được chưa nào? Vậy là chúng mình đã hoàn thành bài số 4, Read and Match rồi. Bây giờ các em ơi, mình sẽ cùng làm nốt đến bài số 5 nhé. Look and say. Mình sẽ nhìn vào các bức tranh này. Mình sẽ nói và điền các câu hoặc là một số từ phù hợp vào chỗ trống ở đây. Mình sẽ có 4 bức tranh A, B, C, D. Rồi, bây giờ chúng ta cùng giải quyết từng bức tranh một nhé. Ở bức tranh đầu tiên là một cái sân trường, sân chơi đúng không nào? Và có câu hỏi này, what do you do at break time? Bạn thường làm gì đúng không? Bạn chơi gì vào giờ ra chơi? Thế thì ở đây mình sẽ trả lời là I play một môn thể thao nào đấy mà các em thích. Các em phải tùy chọn nhé. Ví dụ các bạn nữ thì thích chơi chơi bắt tay hay là chơi nhảy dây chẳng hạn, đúng không nào? I play skipping rope hay là I go skating. Hoặc các bạn nam chơi bóng đá sẽ dùng là
Đúng rồi, I play football hoặc là I play basketball, chơi bóng rổ chẳng hạn. Tiếp theo bây giờ mình đến với câu B nhé. Are these your books? Ở đây các em sẽ được quyền chọn nhé. Đây có phải là những cuốn sách của bạn không? Các em có được quyền chọn, nếu có thì sẽ nói là yes, they are. Và nếu không là no, they are not. Hoặc là they aren't. Đấy chưa nào? Tiếp theo ở câu C này. À, ở câu C chúng ta sẽ điền vào câu hỏi. Các em hãy cùng xem câu trả lời là gì thì mình điền câu hỏi nhé. Câu C, my pencils are red. À, những cái bút chì của tớ thì màu đỏ. Thế thì ở đây mình sẽ hỏi cái gì? Đúng rồi, những cái bút chì của bạn màu gì, đúng không nào? What color là màu gì? What color are your pencils? Những cái bút chì của bạn màu gì hả Nam? Tiếp theo, ở cuối cùng câu D. À, câu D các em cùng nhìn nhá. Ở đây bạn ấy đang đứng lên này và hướng quyển sách là hướng mở ra. Sau đó cô Hiền thì trả lời là yes, you can, được, em được phép. Thì đây sẽ là một câu hỏi xin phép, đúng không nào? Câu hỏi xin phép bắt đầu với từ may. Và mình có cả cụm mở sách ra sẽ là open the book. Thế thì bây giờ bạn ấy sẽ hỏi là em xin phép mở sách có được không? Thì bạn ấy sẽ hỏi là may I open the book? Ok, rồi các em ơi, mình đã hoàn thành xong bài số 5 rồi đấy. Các em thấy bài này khá là đơn giản đúng không nào? Nó chỉ tổng hợp lại toàn bộ những kiến thức mà mình đã học trong suốt từ bài số 6 đến bài số 10 mà thôi. Ok. Và bài học ngày hôm nay, bài review số 2, toàn bộ chương trình một nửa cuối của chương trình tiếng Anh lớp 3 tập 1 chúng ta kết thúc ở đây rồi. Đây cũng là một trong hai bài cuối cùng. Sau bài này sẽ có bài short story số 2, Cat and Mouse, mà buổi hôm sau cô sẽ đồng hành cùng với các em mình học nốt nhé. Còn bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Các em nhớ là mình sẽ về ôn tập thật là kỹ bài cũng như kiến thức trong học kỳ 1. Để thứ nhất mình sẽ làm bài kiểm tra thật là tốt, là kết quả cao. Cái thứ hai đó là mình sẽ chuẩn bị thật là tốt cho học kỳ 2 sắp tới. Mình sẽ có nền kiến thức nền thật là vững nhé. Và các em đừng quên đó là mình sẽ luyện nói thành phản xạ này và luyện nghe liên tục. Mình học phát âm và tập phát âm thật là kỹ để mình có thể nói hay hơn, được không nào? Còn buổi học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nhé. So, goodbye, see you next time.